Thư gia và cũng là một lá thư từ nước Mỹ, đó là lá thư của khắc thính giả Nguyễn Minh. Anh đã hỏi rằng, tại sao chỉ có Đức Mẹ là người không mắc tội tổ tông và vô nhiễm nguyên tội, thư cha? Chúng ta vừa lắng nghe câu hỏi của một người chị em liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô nhập thể và tín điều đầu tiên Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu. Và câu hỏi này thì lại liên quan đến mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu và là liên quan đến tín điều thứ ba của Đức Trinh Nữ, tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta biết rằng tất cả những ai sinh vào cuộc đời làm người thì đều mang cái hậu quả tội lỗi của nguyên tổ, ta gọi là tội tổ tông truyền. Không một ai được thoát khỏi tội nguyên tổ đó, ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria. Đây là một ơn ngoại nhiên, một ơn Thiên Chúa ban cách đặc biệt cho Đức Trinh Nữ Thánh Mẫu của người, chứ không phải là một ơn dành cho tất cả mọi người. Và ơn này được đón nhận cũng không phải do công lênh của con người, mà hoàn toàn do lòng thương xót của Thiên Chúa, do kế hoạch cứu độ của Chúa, do hoa trái cứu độ từ mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta biết tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được công bố mãi thế kỷ thứ 19. Cụ thể là Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã công bố vào năm 1854 Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta thấy đây là một chân lý mặc khải. Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ một cách đặc biệt từ khi thành thai trong dạ mẹ. Từ lúc đầu thành thai thì đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền do công nghiệp cứu độ của Đức Kitô sau này. Đây là một chân lý mặc khải mà giáo hội nhận ra, trình bày, công bố cho con cái của mình. Và chúng ta biết rằng không một ân huệ nào con người được đón nhận chỉ là để phục vụ cho riêng mình. Cách riêng đối với Đức Trinh Nữ Maria, những hồng ân Đức Maria đón nhận được không chỉ cho riêng mẹ, nhưng còn để cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ nhân loại. Để chuẩn bị một cung điện sáng ngời cho con Thiên Chúa nhập thể, mà Thiên Chúa nhờ công nghiệp khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô sau này đã gìn giữ Đức Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ khi thành thai trong lòng mẹ, trong lòng bà Thánh Anna, để mẹ được gìn giữ như một cung điện vẹn toàn, rạng ngời, hầu đón, chào đón mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Như vậy, chúng ta biết rằng tín điều này, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, cho thấy cái hoa trái ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà Đức Mẹ là người đầu tiên được đón nhận ơn cứu độ đó. Cũng nói thêm một chút rằng đây là một tín điều gây rất nhiều khó khăn và tranh cãi, bởi vì nếu đón nhận, nếu công bố Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, tức là mẹ không phạm tội, thì mẹ chẳng cần đến ơn cứu độ của Chúa. Như vậy thì có thể nói tương phản với lại niềm xác tín ơn cứu độ phổ quát Chúa Giêsu đem lại. Tất cả mọi người đều phải nhờ Chúa Kitô để được cứu độ, không loại trừ bất kỳ ai, kể cả Đức Trinh Nữ Maria. Nếu Đức Maria không có tội thì làm sao mẹ cần đến ơn cứu độ? Ở đây khi mà cuộc tranh luận diễn ra, ngay cả Thánh Thomas Aquino ở thời Trung Cổ cũng cảm thấy bế tắc, không có một con đường giải quyết rõ ràng. Thiên Chúa đã soi sáng cho một nhà thần học thuộc trường phái Francisco, đó là chân phước Dun Scot. Ngài phân biệt từ cái gợi ý của Thánh Anselmo, ân sủng thì có ơn gọi là ơn chữa lành và cũng có ơn gọi là ơn phòng ngừa. Đức Maria có thể nói được phòng ngừa, được đón nhận
cái đặc ân này trước khi Đức Kitô thực hiện công cuộc cứu độ. Và chúng ta biết rằng ngay cả việc Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội thì cũng là hoa trái ân cứu độ của Chúa Giêsu đem lại qua cuộc thương khó phục sinh của Người. Cho nên không có thương tổn đến ơn cứu độ phổ quát. Như vậy, kể Đức Maria cũng phải đón nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Để chúng ta hiểu và trở lại với câu hỏi của chị, tại sao không ai được mà một mình Đức Maria mà thôi? Thưa, bởi vì đây là một ơn ngoại nhiên, không phải dành cho mọi người, mà ơn chỉ dành riêng cho Thiên Chúa Thánh Mẫu để Thiên Chúa thực hiện công cuộc cứu độ của Ngài.